Xin chào các bạn. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là dạng toán về hình học nhé bạn. Bài đầu tiên sẽ là bài hình chữ nhật nha bạn. Người ta gọi hình này là hình chữ nhật nè bạn. Mình có thể dùng tới EK để xem thử những góc này như thế nào nhé. À, bốn góc này đều là những góc vuông. Giờ thì mình có thể chuyển sang đo các cạnh của hình chữ nhật này nhé. Đây là độ dài của các cạnh nè bạn. Bạn thấy không? Hai cạnh dài này như thế nào với nhau vậy bạn? Và hai cạnh ngắn như thế nào vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Từ đó, mình có thể kết luận về hình chữ nhật như thế này nhé. Hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và cũng có hai cạnh ngắn bằng nhau nhé bạn. Thực tế thì cạnh dài này người ta thường gọi là chiều dài và cạnh ngắn là chiều rộng nhé bạn. Và hình chữ nhật bạn cũng sẽ thường thấy ở rất nhiều nơi, chẳng hạn như là tấm bảng ở lớp, khung tranh hoặc là ô cửa sổ đó nha bạn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại bạn ở bài hình vuông nhé! Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi. Bạn giỏi lắm.